Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã thức dậy và theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Trong chương trình ngày hôm nay, thứ năm ngày 10 tháng 2 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Với mục tiêu bao phủ vaccine mũi 3 ngay sau Tết Nguyên đán, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tổ chức tiêm vét, tiêm bổ sung cho các trường hợp chưa đủ mũi tiêm. Các địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, đảm bảo phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Nhiều năm trở lại đây, nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, cây mai vàng và cây trà vàng tại Bắc Giang trở thành cây hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao đối với người nông dân. Thưa quý vị, hôm qua số ca mắc COVID-19 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn ở mức 3 con số, trong đó nhiều ca ghi nhận trong cộng đồng. Quảng Ninh ghi nhận thêm 283 ca mắc mới COVID-19. Cụ thể, Hạ Long 88 ca, Cẩm Phả 39 ca, Đông Triều 30 ca, Uông Bí 29 ca, Móng Cái 27 ca, Quảng Yên 22 ca, Tiên Yên 22 ca, Vân Đồn 18 ca, Hải Hà 5 ca và Bình Liêu 3 ca. Tổng số ca mắc tính từ ngày 11 tháng 10 năm 2021 đến nay ghi nhận 14.188 ca. Số ca mắc ghi nhận trong ngày tiếp tục tăng cao so với các ngày trong Tết, đặc biệt cao tại các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Đông Triều. Một số địa phương khác như Quảng Yên, Móng Cái, Tiên Yên, Vân Đồn tiếp tục ghi nhận số ca mắc tăng trong cộng đồng. Các huyện Bình Liêu, Hải Hà ghi nhận số ca mắc rải rác trong cộng đồng. Nhiều ca mắc trong cộng đồng là người từ tỉnh ngoài trở về Quảng Ninh sau Tết, công nhân, nhân viên và đặc biệt là học sinh thực hiện test nhanh tại nhà. Đây cũng là vấn đề đã được dự đoán trước và nhờ đó, các địa phương và ngành y tế cũng đã có sự chuẩn bị đầy đủ về năng lực phòng chống dịch cũng như giám sát điều trị F0. Dự báo, số ca mắc sẽ có nguy cơ tiếp tục tăng cao trong những ngày sắp tới sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khi công nhân đi làm và học sinh trở lại trường học. Quảng Ninh ghi nhận 1.571 ca đang điều trị, 815 ca tại nhà, 318 ca tại khu cách ly tập trung và 438 ca tại cơ sở y tế, 3 ca chuyển nặng. Trong ngày ghi nhận thêm 2 ca tử vong, trong đó một bệnh nhân 95 tuổi có tiền sử tăng huyết áp mới tiêm một mũi vaccine, một bệnh nhân 78 tuổi sống thực vật sau tai biến mạch máu não 10 năm và chưa được tiêm phòng vaccine COVID-19. Như vậy, toàn tỉnh ghi nhận 14 ca tử vong, trong đó đáng lưu ý 12 trên 14 ca có bệnh lý nền nặng, 2 trên 14 ca không bệnh lý nền nhưng tuổi đã cao, 81 và 101 tuổi, 10 trên 14 ca chưa được tiêm vaccine. Theo phân tích đánh giá, tỷ lệ mắc COVID-19 được phát hiện tại Quảng Ninh là 1%, trong khi toàn quốc là 2,44%. Tỷ lệ tử vong toàn tỉnh là 0,098%, thấp hơn so với toàn quốc là 1,6%. Kết quả này có được là nhờ sự chủ động tích cực từ rất sớm của tỉnh trong việc bao phủ vaccine cho nhân dân. Tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Quảng Ninh với người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 đạt 99,57%, tiêm mũi 2 đạt 96,09%, 3 mũi đạt 85%. Với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, tiêm mũi 1 đạt 99,65%, mũi 2 đạt 96,91%. Với mục tiêu bao phủ vaccine mũi 3, mũi tăng cường cho tất cả người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh, ngay sau Tết Nguyên đán, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tổ chức tiêm vét, tiêm bổ sung cho các trường hợp chưa đủ mũi, ghi nhận tại thành phố Hạ Long. Trường Tiểu học Chới, Trường Trung học Cơ sở Lý Tự Trọng, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, Trường Tiểu học Trung học Cơ sở Đoàn Thị Điểm là 4 điểm được thành phố Hạ Long tổ chức triển khai tiêm vét, tiêm bổ sung trên địa bàn thành phố. Ngay từ rất sớm đã có rất đông người dân đến tiêm chủng. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều ca mắc xuất hiện trong cộng đồng, việc được tiêm chủng đủ mũi có ý nghĩa hết sức quyết định để tham gia các hoạt động kinh tế xã hội bình thường trở lại. Tôi nghĩ rằng mũi tiêm thứ 3 là cái mũi tiêm quyết định, giúp chúng ta có một cái nền tảng và cái nền sức đề kháng tốt hơn. Như vậy chúng ta có thể yên tâm mà gặp gỡ giao dịch và làm việc. Lượng người dân đến các điểm tiêm đông hơn khá nhiều so với dự kiến. Để đáp ứng nhu cầu của nhân dân, ban tổ chức tại các điểm tiêm cũng đã phải kéo dài thời gian tiêm cũng như bổ sung thêm vaccine, thuốc và vật tư y tế. Hôm nay theo chương trình là theo dự kiến thì cái số lượng người tiêm đến với Cao Xanh đông hơn so với dự kiến. Đây là chúng tôi ban tổ chức buổi tiêm phòng phường Cao Xanh và các đồng chí y bác sĩ vẫn tiến hành tiêm cả buổi chiều, làm sao đáp ứng tuyệt đối công tác tiêm phòng cho toàn dân.
Theo số liệu từ CDC Quảng Ninh, tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Quảng Ninh với người trên 18 tuổi được tiêm một mũi đạt 99,57%, tiêm hai mũi đạt 96,09%, ba mũi đạt 85%. Với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, tiêm một mũi đạt 99,65%, tiêm mũi 2 đạt 96,91%. Trong thời gian tới, các buổi tiêm vét tiêm bổ sung vẫn tiếp tục được tăng cường triển khai, đảm bảo bao phủ vaccine cho nhân dân. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 01 về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Theo đó yêu cầu tập trung triển khai việc mua, tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo chỉ đạo của Chính phủ. Khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, bố trí đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại sau Tết của nhân dân, kịp thời công bố lộ trình và triển khai thực hiện mở cửa lại du lịch, khẩn trương kết thúc các cuộc thanh tra, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch, tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu xuân. Để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo phục vụ người dân và các tổ chức doanh nghiệp tốt nhất, các địa phương đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ công chức, qua đó đảm bảo phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Đầu giờ làm việc buổi chiều tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Quang Trung, thành phố Uông Bí. Mặc dù công dân đến giao dịch không đông, nhưng lãnh đạo và cán bộ công chức phường vẫn đảm bảo giữ nguyên vị trí làm việc, tiếp đón, phục vụ. Tốc độ mà giải quyết công việc của các cán bộ ở Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung thì rất là nhanh gọn, thái độ thì rất là vui vẻ, tôi cảm thấy rất hài lòng. Còn tại thị xã Quảng Yên, cán bộ công chức viên chức tại Trung tâm Hành chính công và các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã phường đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo việc tiếp đón, giải quyết thủ tục hành chính kịp thời cho người dân và doanh nghiệp. Tôi thấy rất là vui bởi vì công việc đầu năm tôi đã thấy rất là hanh thông, thuận tiện. Bộ phận cán bộ công chức một cửa tại chỗ tôi thì hiện nay là có một đồng chí cán bộ công chức đang nghỉ ốm và một đồng chí công chức bộ phận địa chính thì cũng đang giải quyết công việc chuyên môn ở phòng chuyên môn. Ở đây thì khi có công việc thì các đồng chí cán bộ công chức cũng có mặt để giải quyết kịp thời. Còn đối với đồng chí công chức mà đang nghỉ ốm thì chúng tôi phân công cán bộ tư pháp và cán bộ văn phòng sẽ làm công việc thay cho đồng chí công chức đang nghỉ ốm. Để siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, ngay từ đầu năm 2022, cán bộ công chức viên chức làm việc tại các cơ quan đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh đều được quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về thời giờ làm việc, không được để quá hạn hồ sơ hoặc là bỏ sót nhiệm vụ được phân công, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Tỉnh và các địa phương cũng thường xuyên giám sát kỷ cương kỷ luật công chức hàng ngày của cán bộ công chức viên chức bằng nhiều hình thức. Nếu mà những cái trường hợp mà cán bộ công chức viên chức mà tự ý mà rời bỏ vị trí trong cái giờ mà làm việc tiếp công dân thì chúng tôi sẽ báo cáo với Ủy ban dân thị xã để có những cái giải pháp kiên quyết xử lý những cái trường hợp vi phạm. Cùng với tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, các địa phương cũng đồng thời sắp xếp bố trí vị trí làm việc hợp lý, đúng quy định để cán bộ công chức viên chức xử lý kịp thời các công việc phát sinh, phát huy sự gương mẫu và nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân để mang tới chất lượng sự hài lòng đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Để tiếp tục nâng cao thu nhập cho người dân cùng với duy trì chăn nuôi gia cầm, phát triển kinh tế rừng, năm 2022, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên tiếp tục triển khai mở rộng dự án nuôi cá nước lạnh với đối tượng nuôi là cá tầm. Năm 2021, từ nguồn vốn khuyến nông của địa phương, anh Trần Văn Mạ đã mạnh dạn đăng ký nuôi thí điểm 7.000 con cá tầm theo dự án nuôi cá nước lạnh. Tham gia dự án, anh Mạ được hỗ trợ 50% kinh phí thức ăn, con giống và được Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện hỗ trợ kỹ thuật nuôi. Sau 7 tháng, cá tầm phát triển khá tốt, trọng lượng trung bình từ 1,4 kg đến 1,7 kg một con. Bây giờ cũng có khách hỏi và là đặt mua nhưng mà hiện tại bây giờ nó còn bé thì chưa dám sốt. Thế là đúng rồi, năm nay cũng định là để chuẩn bị là mở rộng thêm cái dự án này nuôi tiếp nữa. Thì bây giờ nó hiệu quả chỗ này thì nuôi được rồi, phát triển rất mạnh. Cá tầm là loài cá chuyên ăn ở tầng đáy của ao hồ. Khi nuôi cá tầm cần nguồn nước sạch với nhiệt độ thích hợp từ 15 đến 28 độ C. Cá tầm nuôi sau 2 năm đạt kích cỡ thương phẩm từ 2,5 kg đến 3 kg một con.
giá bán trên thị trường bình quân hơn 200.000 đồng một kg, cao gấp gần 3 lần các loại cá nuôi truyền thống của địa phương. Ủy ban nhân huyện cũng đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn đi khảo sát các vùng trên các xã ở trên địa bàn huyện để làm thử nghiệm một cái mô hình cá tầm ở xã Phong Dụng. Thì qua 7 tháng nuôi thì đấy đánh giá là bước đầu là phát triển rất là tốt. Thì chính vì vậy nếu mà mô hình này mà đánh giá mà thành công và tiếp tục sẽ nhân rộng ở xã Phong Dụng cũng như là xã Đại Dực và xã Yên Thang trong thời gian tới. Với lợi thế có diện tích lớn rừng đầu nguồn, tạo được nguồn nước sạch phù hợp nuôi cá nước lạnh, sẽ mở ra hướng mới phát triển kinh tế cho người dân xã Phong Dụ, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân, hướng tới mục tiêu đưa Phong Dụ đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023. Trà hoa vàng và cây mai vàng vốn là cây bản địa mọc hoang dã trong núi rừng Tây Yên Tử. Nhiều năm trở lại đây, nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, cây mai vàng và cây trà vàng trở thành cây hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao đối với người nông dân. Hiện nay, hai loại cây này còn được nhiều người tìm kiếm cho thú chơi tào nhã. Những cây mai vài năm tuổi được anh Vi Văn Hoàng ở thị trấn Tây Yên Tử chăm sóc cầu kỳ, tỉ mỉ trong vườn nhà. Để cho hoa nở đúng dịp, anh Hoàng đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật để kích cho hoa nở. Nhiều năm trở lại đây, cây mai vàng được nhiều người tìm kiếm. Những cây mai có giá bán từ hàng chục cho tới vài chục triệu đồng, trở thành cây hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cho người dân nơi đây. Cây mai vàng này thì là em thấy cái tiềm năng kinh tế rất là cao ấy, bởi vì là thứ nhất là trồng rất là dễ, nó không bị sâu bệnh. Thứ hai là cái nhu cầu chơi càng ngày càng nhiều. Bây giờ là rất là phổ biến, nhiều người người ta biết đến. Và thứ ba là cái kinh tế rất là cao. Nếu mà tính so với những cái cây trồng khác, cây ăn quả, cây lâm nghiệp ấy, thì là cây này thì nó lợi nhuận kinh tế phải gấp nhiều lần ấy. Cùng với cánh mai vàng, điểm tô cho cảnh sắc núi rừng Tây Yên Tử, cây trà hoa vàng được nhiều người dân địa phương thuần dưỡng để phát triển kinh tế cho gia đình. Sản vật trà hoa vàng trở thành nguồn dược liệu quý giá với rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe con người. Và hiện nay, mô hình này được địa phương triển khai, nhân rộng để phát triển kinh tế. Hiện tại bây giờ trên này thì rất chi là phổ biến. Vì thường là nó lại có cái đặc trưng của nó là nó có hoa. Hoa này thì thường là để pha trà để mình uống hàng ngày. Rất là tốt ạ. Những mô hình trà hoa vàng hay hoa mai vàng không chỉ góp phần vào việc bảo tồn đa dạng những loài thực vật, dược liệu quý giá tại cánh rừng Tây Yên Tử, mà còn mang tới hương sắc riêng cho cảnh vật núi rừng, mang tới một mùa xuân ấm áp, hạnh phúc cho con người và vùng đất nơi đây. Ngoài 6 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tính đến cuối năm 2021, thành phố Hạ Long có 2 xã Đồng Lâm, Đồng Sơn đã đạt đủ các tiêu chí chỉ tiêu nông thôn mới. Các xã Sơn Dương, Lê Lợi, Thống Nhất đã đạt đủ tiêu chí chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao. Thành phố đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục chuyển đơn vị chức năng công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao theo quy định, đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Hạ Long hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong 6 tháng tới, thành phố Hạ Long hoàn thiện hồ sơ công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới để trình Trung ương thẩm định kịp tiến độ được công nhận trong năm 2022. Tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý về kinh tế và xã hội. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 3 tháng 2, các cửa khẩu lối mở trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh hoạt động trở lại. Đến nay, đã có hơn 1.000 xe với hơn 7.300 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu qua lối mở cầu Phao Tạm, km 3+4 Hải Yên và cửa khẩu cầu Bắc Luân 2. Các mặt hàng được thông quan chủ yếu là nông sản, hoa quả, thủy hải sản đông lạnh, tươi sống, hàng khô, hàng tạp, sợi, linh kiện điện tử, nguyên liệu giày. Để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 và lối mở cầu Phao Tạm km 3+4 Hải Yên đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ doanh nghiệp, cư dân biên giới làm thủ tục xuất nhập khẩu, đảm bảo nhanh gọn, thông thoáng. Hiện nay, tại khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 không còn hàng hóa bị tồn đọng do tình trạng ùn tắc như trước Tết Nguyên đán. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hoạt động xuất khẩu rau quả được các doanh nghiệp duy trì xuyên Tết Nguyên đán. Những lô hàng xuất bán đi khắp các thị trường Mỹ, EU, Australia đã tạo nên kết quả ấn tượng cho ngành này ngay từ đầu năm. Trong tháng 1 năm 2022, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 301 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh tới 16% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, từ ngày 3 tháng 2 năm 2022, các cửa khẩu ở biên giới với Trung Quốc đã mở cho các xe chở trái cây của Việt Nam thông quan. Đây là tín hiệu tích cực cho xuất khẩu rau củ ngay từ những ngày đầu năm.
Thời gian này, trái cây xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu vẫn là chuối, thanh long, mít. Giữa những ngày cuối năm và đầu năm mới, trên các nhóm chợ mạng xã hội đang giao bán những mẻ cốm xanh thủ công 100% của bà con Tây Bắc. Theo một số hộ kinh doanh, cốm Tây Bắc năm nay do dịch không xuất khẩu được nên giá giảm sâu, chỉ 33.000 đồng 1 kg. Hạt núa nếp nương vùng Tây Bắc có hình to, tròn. Chất ngọt của nếp nương khác biệt với hạt nếp dưới vùng đồng bằng. Khi mua cốm Tây Bắc nên chọn hạt mỏng, dẹt, hạt cốm dai, bùi, ngọt, thơm mùi lúa non thì chính là cốm mới và không sử dụng hương liệu. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa lên kế hoạch chạy tàu khách tuyến Bắc Nam sau Tết Nhâm Dần, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Theo đó, từ ngày 14 tháng 2, mỗi ngày đường sắt chỉ chạy 3/4 đôi tàu khách nhanh thống nhất. Khi nhu cầu đi lại của hành khách tăng, các công ty cổ phần vận tải đường sắt báo cáo tổng công ty để tổ chức chạy thêm đôi tàu còn lại. Chiều Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chạy các tàu SE3, SE5 và SE7 xuất phát tại ga Hà Nội chiều Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Tàu SE4, SE6, SE8 sẽ xuất phát từ ga Sài Gòn. Theo Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính, hiện nay giá các mặt hàng xăng dầu và khí hóa lỏng đang ở mức cao do chịu tác động từ thị trường thế giới. Từ đó, gây sức ép lớn đến mặt bằng giá nói chung và giá các mặt hàng sử dụng xăng dầu là đầu vào cho sản xuất. Khi vào phiên điều chỉnh giá ngày 11 tháng 2, sẽ có nhiều áp lực tăng giá mạnh. Hiện, với dự báo thị trường xăng dầu Việt Nam sẽ tăng trưởng ở mức 5-10% trên một năm, diễn biến của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn sẽ khiến cho việc nhập khẩu phải tăng lên, dẫn đến giá cơ sở xăng dầu cũng tăng theo. Sáng mùng 9 tháng Giêng tại chùa Ngoạ Vân, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp với thị xã Đông Triều tiến hành các nghi lễ tâm linh Xuân Nhâm Dần 2022. Các tăng ni Phật tử và lãnh đạo nhân dân địa phương thành kính dâng hương tưởng nhớ sự nghiệp và công đức to lớn của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị vua anh hùng của một triều đại anh hùng, người đã lãnh đạo quân dân nhà Trần hai lần chiến thắng giặc Nguyên Mông xâm lược, bảo vệ non sông bờ cõi Đại Việt. Ở đỉnh cao của danh vọng, Ngài đã nhường ngôi cho con, chuyên tâm theo đuổi sự nghiệp tu hành và đã hợp nhất các dòng thiền, sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, dòng thiền thuần Việt có tư tưởng nhập thế gắn đạo với đời. Theo thông lệ, Hội Xuân Ngoạ Vân được khai mạc vào ngày 9 tháng Giêng hàng năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đây là năm thứ 3 chùa Ngoạ Vân không mở hội theo truyền thống và chỉ thực hiện các nghi lễ tâm linh tưởng nhớ Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông và cầu quốc thái dân an. Các nghi lễ hạn chế số lượng người tham gia, thực hiện theo quy mô nhỏ, bảo đảm trang nghiêm, thành kính, tuân thủ đầy đủ yêu cầu phòng chống dịch. Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc tại tỉnh Hải Dương không chỉ là danh thắng nổi tiếng mà còn là nơi hội tụ các giá trị lịch sử, văn hóa, tôn giáo to lớn của dân tộc. Địa danh nổi tiếng này còn gắn liền với thân thế sự nghiệp của các bậc tiền nhân có công với đất nước như Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Những ngày đầu xuân mới, về với Côn Sơn thăm đền thờ Nguyễn Trãi, mỗi người như lắng lại, tĩnh tâm tưởng nhớ tới tiền nhân, ngẫm về chữ An trong dòng chảy của lịch sử dân tộc, cầu mong cuộc sống bình an. Đền thờ Nguyễn Trãi trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc ở tỉnh Hải Dương. Năm nào đầu xuân mới, chị Hoàng Thị Thảo cũng cùng gia đình đến thăm khu di tích này. Với chị, Côn Sơn Kiếp Bạc không chỉ là quần thể kiến trúc cổ kính với cảnh quan thiên nhiên đẹp, yên bình, mà còn là di tích lịch sử nổi tiếng gắn liền với thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Mỗi dịp về đây, chị luôn bày tỏ lòng thành kính trước các vị thánh nhân, cầu cho gia đình bình an. Đến với cửa Phật, cửa Thánh thì gia đình chúng em mong muốn là bản thân và cho gia đình được bình an, được tâm an và trí an. Thì bởi vì là em nghĩ rằng thì tất cả mọi việc đều xuất phát từ chữ an, thì tất cả những mong cầu, những sở nguyện mà mình mong muốn trong một năm tới thì cũng sẽ sớm đạt được. Đền thờ anh hùng dân tộc, doanh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, hay còn gọi là Ức Trai Linh Tử, là công trình trọng điểm của khu di tích quốc gia Côn Sơn Kiếp Bạc. Quanh đền có dòng suối Côn Sơn chảy rì rầm như tiếng đàn cầm, vang vọng giữa rừng núi xanh, đã đi vào thơ ca, sử sách. Đền là nơi lưu giữ tâm hồn, cốt cách, tài đức lớn lao của vị doanh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, đã cống hiến cả cuộc đời vì dân vì nước, đem lại niềm tự hào cho dân tộc.
ông là vị anh hùng dân tộc tư tưởng có ảnh hưởng sâu sắc trong tiến trình lịch sử của đất nước. Hàng năm, mỗi dịp xuân về, đông đảo du khách trở về Côn Sơn thắp hương Nguyễn Trãi, tưởng nhớ người xưa, tìm về cội nguồn với lòng thành kính. Thăm núi rừng, hít thở không khí trong lành để tĩnh tâm ngẫm chữ An, cầu mong cho gia đình bình an, đất nước thái hòa. Du khách về Côn Sơn Kiếp Bạc nói chung và đền thờ Nguyễn Trãi nói riêng đều mong được một cái sự an nhiên, một cái sự tĩnh tại và học được cái tấm lòng, cái tư tưởng của người. Đấy, nhân văn rất là cao cả. Vì vậy mà hàng năm thì du khách về Côn Sơn Kiếp Bạc có một cái lượng khách rất là đông. Hàng năm, lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc được tổ chức 2 lần vào mùa xuân và mùa thu. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, lễ hội mùa xuân năm nay, tỉnh Hải Dương không tổ chức phần hội. Những giá trị lịch sử văn hóa của mảnh đất địa linh nhân kiệt Côn Sơn Kiếp Bạc mãi trường tồn cùng với non sông đất Việt. Thưa quý vị, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, đêm qua và sáng sớm nay ngày 10 tháng 2, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xảy ra rét đậm rét hại. Hiện nay, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu. Dự báo ngày hôm nay 10 tháng 2, các khu vực trong tỉnh trời rét, rét đậm với nhiệt độ trung bình ngày phổ biến từ 14 đến 16 độ, trời rét đậm rét hại. Đến đây thì bản tin Chuyển động Đông Bắc cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.